cách phản ảnh vọng nghiệp của chúng sanh trong hạ phẩm hạ sanh. Chúng sanh của hạ phẩm hạ sanh là những chúng sanh được đới nghiệp vãng sanh do nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Thế nào gọi là đới nghiệp vãng sanh? Là do ngày trước ở trong thế gian ta bà, những chúng sanh này từng tạo qua vô số nghiệp ác như sát sanh, trộm cướp, phỉ báng, dối gạt, hãm hại tà dâm, nói theo dệt, vân vân. Nếu nói về hành vi, những người này lẽ ra không có thể vãng sanh được, nhưng ở ngày sắp chết gặp được thiện tri thức dạy bảo niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ, dù tâm bị loạn mà niệm Phật liên tục trong phút cuối, lại được nguyện lực của Đức Phật A Di Đà gia hộ, cho nên được tiếp dẫn đến Tây Phương Cực Lạc, hóa sanh trong ao sen của hạ phẩm hạ sanh. Nhưng mà trong chính phẩm hoa sen ấy, nếu muốn tu tiến từ phẩm thấp nhất là hạ phẩm hạ sanh lên đến cao nhất là thượng phẩm thượng sanh, cần thời gian là 12 kiếp trên ấy. Một kiếp trên ấy bằng 16.798.000 năm dưới này. Muốn vượt thêm để thành Phật cần 21.576.000 năm dài. Thế mà nếu như ta nhất quyết chịu khó tu trì ta bà này, chỉ cần vài ba năm hay năm bảy năm đã có thể ở trung phẩm hay thượng phẩm rồi. Hoặc giả ráng tu hết kiếp có thể thành Phật. Do đó chúng ta cần biết quý cái thân người khó đặng, nay đã đặng, để cần khổ tu hành thì nhiều chướng vọng thành Phật hơn. Ở bất kỳ cảnh giới nào mới tu trì được, như gương của ngài Ấn Quang Pháp Sư hay Hoằng Nhất Pháp Sư chẳng hạn, hiện nay đang ở thượng sanh thượng phẩm. Nhưng mà nói qua cũng cần nói lại, chúng sanh ở thế gian ta bà này lại có rất nhiều loại khổ tâm khó mà tránh nổi. Khổ tâm về cuộc sống, về sự già, bệnh, chết, về oán ghét mà cứ phải gặp, về yêu thích mà cứ phải xa, về ngủ ấm giấy lộn, về ước mơ không đạt. Còn ở thế gian, còn ở thế giới cực lạc, dẫu ở phẩm thấp nhất là hạ phẩm hạ sanh thì cũng chỉ có an lạc mà không có khổ tâm. Tuy cần 12 kiếp để đạt được thành chánh quả, nhưng tuần tự từng bước có bảo chứng rõ rệt, không bị thối chuyển để rơi xuống tam ác đạo, tứ ác thú. Suốt quá trình tu tập vững như bàn thạch ở trong cảnh cực lạc trôi qua. Hoa sen ở hạ sanh hạ phẩm không giống hoa sen ở thế gian chúng ta. Nó lớn cỡ 3 dặm đến 4 dặm. Nó cao từ 3 đến 4 tầng lầu. Hoa sen nào cũng phát hào quang. Nếu mà chúng sanh trong hoa sen ấy khởi vọng tưởng các loại, thì ánh sáng của hoa sen sẽ u trầm ảm đạm. Nếu nội tâm thanh tịnh thì hoa sen sẽ rừng rực chiếu sáng. Bồ Tát Quan Âm nói: chúng sanh từ nhiều đời nay tạo vô lượng, nhưng nghiệp không giống nhau, cho nên sau khi đến nghiệp vãng sanh, cách phản ảnh vọng nghiệp cũng khác nhau. Người trong hạ phẩm hạ sanh nghiệp chướng tương đối nhiều, vì có sự khác biệt về nặng nhẹ ít nhiều của nghiệp mang theo, nên trong các hoa sen ở hạ phẩm cũng chia làm thượng, trung, hạ ở ba bậc khác nhau. Phần nhiều là những loại ân tình, luyến ái khó quên như cha mẹ, anh em, chị em, bạn bè, vân vân, và cả ước mơ hào phú về vật chất. Mỗi mỗi đều phản ảnh ra cũng như ở thế gian chiêm bao vậy. Giờ đây tôi đưa ông đi xem tình hình thực tế của một phản ảnh vọng nghiệp ở nơi đây nhé. Bồ Tát dẫn tôi qua mấy ngã quẹo đến một đóa sen tương đối ảm đạm. Lúc đến gần thì thấy một tòa lâu đài phòng ốc đẹp lớn hơn cung vua. Vườn hoa vô cùng tráng lệ, trong nhà bày biện những vật cổ quý giá. Tất cả bố trí trang nhã như nhà tể tướng sang quý nhất vậy. Trong ấy trai, gái, già trẻ, 10 người quần áo giống ở thế gian ta. Mấy người ra ra vô vô rất là nhộn nhịp, như đang sửa soạn đãi đằng gì vậy. Tôi hỏi Bồ Tát Quan Âm: thưa Bồ Tát, tại sao trong thế giới cực lạc lại có cả cách sống như thế gian vậy? Ngài trả lời: cảnh này là của một người lúc lâm chung ở ta bà, rất là thanh tịnh, đới vãng sanh
Nhưng những tánh thối của nghiệp vọng nhiều đời, nhiều kiếp dày đặc, chưa dứt hết hồng trần, nên mỗi khi về nghỉ ở Hoa Sen hay có giấc mơ về dĩ vãng, hiện ra những ân tình của mẹ, vợ, con, anh em, chị em, dâu cháu, quyến thuộc, vân vân. Mà hễ vọng niệm đã khởi thì hiển hiện ra ngay. Ở đây chỉ có an lạc mà không có khổ, dẫu là khổ cầu bất đắc. Cho nên khi vọng nhớ đến cha mẹ hiện đến. Nhớ nhà lầu cung son, nó đều hiện đến. Muốn ăn món sơn hào hải vị đều hiện đến ngay. Khi tỉnh lại chẳng có món nào. Đấy là phản ảnh chiêm bao của thế gian, đấy chỉ là một thức sắc giả hiệu. Ngay khi ấy những thân nhân có hình ảnh hiện ra, nếu còn sống đang ở thế gian cũng không hề hay biết. Lời của Bồ Tát khiến tôi tỉnh thức kỳ thực. Cuộc sống ở thế gian này há chẳng giống một giấc mơ lớn hay sao? Đua chen đã đợi, khi xuôi tai tạ thế thì chẳng có món nào đem theo được. Cho dù có khôn khéo dành dùm được vô vàng của báo, lúc cuối cùng cũng đành về với cái không ban đầu. Bồ Tát Quan Âm còn cho biết, đúng ra người đế nghiệp vãng sanh đến đây thì vọng tưởng còn nhiều hơn người thế gian. Bởi ở thế gian là dạng vật chất, cách ngăn rất nhiều. Vọng tưởng này được dựng lên thì che lấp vọng tưởng trước. Khi cái sau sanh làm cái trước diệt, sanh diệt liên tục, luôn luôn không bỏ, không thỏa các ước mơ to lớn, nên hay có cái than vãn cầu bắt tắc khổ. Còn ở thế giới cực lạc thì khác, chỉ cần tưởng cái gì thì cái đó hiện ra ngay, cho hưởng dụng tối đa, bởi nơi đó tính chất thuộc hư không. Tôi lại hỏi Bồ Tát, vọng cảnh tức mộng với thực cảnh thanh tịnh của Như Lai khác nhau chỗ nào? Ngài dạy rằng, thực cảnh là còn mãi không mất, vĩnh viễn phóng ra muôn đạo ánh sáng. Còn vọng cảnh thuộc về vô thường, không thể phóng ra bất kỳ ánh sáng nào cả, mà cũng không có gì bền chắc. Đến khi thức tỉnh ra rồi, không còn thấy gì tồn tại. Chúng sanh trong thế giới ta bà không biết, hối tiếc tinh lực của cuộc đời, phung phí trong việc tranh giành, tranh danh, đoạt lợi, tạm bờ, đấu tranh cho đến chín sống mười chết, rốt cuộc lại buông hơi tắt thở, chẳng mang được cái gì cả. Mà mình phải mất công trăm cai nghìn đắng để giành lấy được, thần thức lại bị đọa vào luân hồi lục đạo, trôi theo sinh tử nương nghiệp báo mà nếm đủ mùi chua cay chát đắng. Bởi vậy muốn thoát khỏi cảnh khổ, cần sớm thức tỉnh, dừng chân ác nghiệp. Bồ Tát cho biết căn nhà này là của một người ở Phổ Điển, tỉnh Phước Kiến, đồng hương với tôi, được đới nghiệp vãng sanh. Bồ Tát bảo tôi vào nhà xem thử. Tôi gõ cửa vào nhà. Nhà đang bày tiệc, có chừng 6-70 người đang say mê chè chén. Trên bàn đầy dãy những món ăn. Có một ông già chừng 70 tuổi ra tiếp tôi, dáng hào phóng, có thể là chủ nhà. Ông ta hỏi, mời ông vào tiệc, ông ở đâu đến đây? Tôi trả lời, tôi là người đồng hương với ông. Tôi đến từ Phổ Điển, tỉnh Phước Kiến. Ông ta nghe nói đến đồng hương là hớn hở ra mặt. Ồ, thế thì hay quá, quý hóa quá, mời vào. Tôi hỏi, ông đang ăn mừng việc gì vậy? Ông cười cười hỏi lại, ông làm sao mà đến được vậy? Tôi đưa tay chỉ ra ngoài cửa nói, do Bồ Tát Quan Âm dẫn tôi đến đây tham quan các chỗ rồi về. Vừa nói xong câu ấy, tất cả cảnh vật ở đây đột ngột biến mất. Ông già ấy vừa nghe thánh hiệu Quan Âm liền rùng mình một cái, lộ vẻ bẽn lẽn sám hối. Trước mắt tôi vẻ ồn ào chè chén của 60-70 người lúc nãy trong nhà, bài biển lộng lẫy giờ đây tan biến đâu hết, mà hiện lại là một đóa sen. Trên ấy có một cô bé 13-14 tuổi, trong vắt, trong ánh hào quang, đang niệm Phật đẹp vô cùng. Sau đó ông ta kể, tôi người thôn Đa Đầu, Hàm Giang, thuộc Phổ Điển của tỉnh Phước Kiến, tên là Lâm Đạo Nhất, nhà giàu có, thuộc gia đình danh vọng trong thôn. Ngài Lâm Trung được thiện chí thức chỉ dẫn 10 niệm vãng sanh. Cái mà tôi xấu hổ nhất là nghiệp chướng vọng tưởng quá nhiều, không thể trừ hết, ân tình khó dứt, nên ưa nghĩ bậy bạ, hiện ra đủ thứ vọng cảnh. Bồ Tát Quan Âm từng gọi tôi lên 2 lần dạy dỗ, bảo tôi sửa sai,
Thế mà tật cũ tôi cứ vướng phải, sửa chữa không được. Tôi có đứa cháu tên là A Vượng, đang ở Tân Gia Ba. Ông nói dùm con tôi là tôi vãng sanh tịnh độ Tây Phương rồi. Bồ Tát Quan Âm thường khuyên nhủ những người đới nghiệp vãng sanh này nên thường đến tắm trong nước Bát Công Đức Thủy để rửa đi vọng tưởng trong lòng, cho mình trở về được thanh tịnh ban đầu, hiện ra bản lai diện mục của mình. Tôi lại được dẫn đến một thung lũng hẹp giữa hai bờ vách cao. Tôi được mục kích một hiện tượng lạ. Một cô bé chừng 20 tuổi ngồi khóc rống thê thảm. Tôi ngơ ngác nghĩ, thế giới cực lạc không hề có sự khổ tâm, mà sao lại có cô gái khóc lóc thảm thương vậy nhỉ? Bồ Tát như hiểu ý tôi, bảo tới đó xem sao. Tôi bèn đến bên cô gái, chắp tay hỏi nguyên cớ đâu lại khóc sướt mướt như vậy. Cô bé ngước nhìn thấy tôi, không những không khóc nữa mà còn cười xòa, nói với tôi, dạ thưa không có chi, mà chỉ có tâm linh vọng nhớ bậy bạ thôi. Nói rồi cô chuyển mình thành bé gái 13-14 tuổi, thân trong vắt, ngồi ngay ngắn chắp tay lên đó sen, tỏa chiếu ánh hào quang. Cánh thung lũng với vách núi cao khi nãy biến mất. Cô bé mỉm cười nói với tôi, cháu người Thuận Xương, tỉnh Phước Kiến, năm 1960 cháu 21 tuổi. Gia đình ép gả chồng, cháu cương quyết xuất gia học Phật. Gia đình không cho, bức bách quá cháu nhảy xuống vực thẳm như nãy ông thấy đó để tự sát. Việc này vốn trong thập ác tử không được siêu sanh, nhưng Bồ Tát Quan Âm vì thương cảm cháu một lòng một dạ vững quy y đầu Phật nên tiếp dẫn đến chốn này. Vì cháu mới đến không lâu nên vọng nghiệp chưa dứt trừ, do đó thỉnh thoảng không kềm chế được nỗi kinh hoàng khi té chết. Vì bị phản ảnh ra ngoài, hiện tượng này giống như thế gian gặp ác mộng, thường hiện ra cảnh giới hải hùng. Dù được Bồ Tát Quan Âm thuyết pháp dạy bảo nhưng vẫn chưa gọi sạch được. Tôi nhắc khéo cô bé, cô coi đứng bên tôi không phải là Bồ Tát Quan Âm sao? Cô nhìn lại vội vàng quỳ xuống đảnh lễ Bồ Tát. Bồ Tát chỉ dạy cô ta rằng cô bé hãy xuống ao Bát Công Đức tắm rửa, sẽ lần hồi tiêu trừ những nghiệp chướng này. Trong ao sen này tôi lại thấy một số sen cũng tỏa sáng, một số sen lại úa héo ảm đạm và lụng tàn. Tôi thấy lạ bèn hỏi Bồ Tát. Ngài trả lời, một đóa sen tàn héo là bởi có người thuộc đầu tin Phật, niệm Phật tinh tấn lắm nên đã gieo vào ao sen mầm nảy hoa đẹp sáng hào quang. Nhưng siêng năng ít lâu đã uể oải giải đãi tâm ban đầu, không những không niệm Phật mà còn gây tạo nghiệp ác. Do đó thiện căn đầu tuy có thành hoa sen, nhưng ác căn sao làm hoa úa héo gãy tàn đi. Ông xem đây, hoa sen kia là của một người Giang Tây, lúc đầu quy y niệm Phật, sau đó được ra làm quan, chẳng niệm Phật nữa mà mở sòng chứa, làm chuyện thập ác, bị chính phủ xử tử hình, cho nên hoa sen bị héo gãy luôn. Còn một đó này nữa, quy y niệm Phật được 3 năm, hoa nọ coi kha khá, rồi gặp dịp làm ăn lớn, cật lực hút của phi nghĩa, cuối cùng bị phá sản, hết đường tính kế, tự sát chết. Phạm thập ác là không được vãng sanh, mới khiến hoa sen của ông này tàn lụi vậy đó. Tôi lại hỏi Bồ Tát, thưa Bồ Tát, thường Lương Pháp Sư lúc tại tiền có nói với con là niệm một câu niệm Phật diệt hằng hà sa số tội, người này niệm Phật những 3 năm mà sao chẳng có công quả gì vậy? Ngài bảo câu ấy là chỉ kẻ nương đời tạo ác. Sao nghe thiện trí thức khuyên mới hồi tâm, hướng thiện, sám hối lỗi xưa, thề không phạm nữa, thật lòng bỏ ác làm lành. Niệm Phật một câu, các tội tiêu sạch, tiếp tục không ngừng niệm Phật, chết đi, vãng sanh, lạc quốc. Dẫu đới nghiệp vãng sanh, cũng không thối chuyển, sao rốt thành Phật. Bồ Tát ngưng một hồi nói tiếp. Nhưng cũng có người trên môi niệm Phật, lòng như rắn rết, âm thầm hại người, tác ác gian phi, người ấy vẫn hành vi thập ác, không vãng sanh được, chỉ có gieo được chút ít căn lành. Nhưng nếu một mai người ấy thức tỉnh, sửa sai làm lành, niệm Phật sám hối, hoa sen ấy lại vươn lên,
sáng đẹp như thường. Đang nói đột nhiên tôi gặp Nico chừng ngoài 30 tuổi tiến về phía tôi reo mừng. Ô, Khoan Tịnh sư huynh đã đến rồi, hoan nghênh, hoan nghênh. Tôi nhìn kỹ thì ra ni sư Pháp Bổn, chủ trì của Vân Am, núi Vân Cư, tỉnh Giang Tây. Tôi hỏi cô vãng sanh lúc nào, sao tôi không biết. Cô ấy bảo, năm 1971, tại vì không chịu hoàn tục, bị ép quá nhảy sông tự sát, lẽ ra phạm sát nghiệp là không vãng sanh. Nhưng Đức Phật mở lượng từ bi, thương cho thân nữ, chưa nhiễm hồng trần, nhất tâm niệm Phật, nên tiếp dẫn cho vãng sanh đến đây. Cũng chưa được bao lâu. Tôi lại hỏi, vãng sanh hạ phẩm, tất cả một dáng dấp 13-14 tuổi, sao cô lại vẫn hiện tướng ni cô ngoài 30 tuổi vậy? Cô trả lời, nghe sư huynh đến, muốn dễ dàng cho sư huynh nhận mặt, mới dám phản ảnh theo vọng nghiệp chút đỉnh. Sư huynh về rồi, nhắn dùm sư huynh khoan trung. Hãy yên tâm mà tinh tấn tu hành, muội đã vãng sanh tịnh độ rồi. Viếng thác, tịnh quán và ngữ ngôn Đà La Ni. Đột nhiên chuông reo, Bồ Tát Quan Âm cho biết đến giờ thuyết pháp rồi. Tôi thấy tất cả bé gái lúc nãy chuyển mình thành bé trai cả, cũng 13-14 tuổi thôi nhưng dáng trai trẻ, mặc áo đỏ, đai vàng ống, tóc để hai kết phía sau, đầu thân tay chân đều trong sáng thấu suốt. Cả hàng ngàn hàng vạn trẻ nhảy ra khỏi đài sen cùng nhau xá lễ. Nhạc trời ở đâu trỗi dậy du dương, chim chóc các loại hòa lên niệm Phật. Tiếp đó xuất hiện một vị Bồ Tát, toàn thân phóng ra muôn ngàn tia sáng đủ màu, toàn cảnh ấy đẹp đẽ vô cùng. Bồ Tát Quan Âm nói, Bồ Tát Quan Âm nói, vị này là Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát, hôm nay đến phiên Bồ Tát ấy trực tiếp thuyết pháp. Trước hết ngài hướng dẫn chúng sanh ở đây đi đảnh lễ mười phương chư Phật thánh. Lúc ấy rộp cả bầu trời trải xuống từng chùm các loại hoa đủ màu tươi thắm. Các bé trai ấy hàng ngũ rất chỉnh tề, đứng dậy dùng vạt áo của mình hứng đầy những hoa tuyệt diệu, đi cúng dường mười phương chư Phật, rồi thốn chốt như những tia sáng tỏa ra, rồi xẹt trở lại ngay ngắn hàng lối để vào nghe giảng, vô cùng nhanh và đẹp mắt. Ở trong hạ phẩm hạ sanh có một nơi gọi là phòng thuyết pháp, ngữ ngôn Đà La Ni. Ngữ ngôn Đà La Ni có nghĩa là Bồ Tát thuyết pháp câu gì chẳng biết, nhưng đến tai của người nào đều đã được chuyển ngữ thành tiếng bản xứ của người đó. Thí dụ như người Quảng Đông, người Phước Kiến, Bắc Ninh, Giang Tây, Hải Nam, Triều Châu, Nhật Bản, Triều Tiên, Pháp, Mỹ, Việt Nam, Liên Xô, Châu Phi, vân vân. Khi nghe thuyết pháp, cứ như là Bồ Tát đang thuyết pháp bằng tiếng nước mình vậy. Chẳng cần thông dịch viên, cũng trực tiếp nghe được. Đó là cái ảo diệu, nhiệm màu của ngữ ngôn Đà La Ni. Ở hạ phẩm hạ sanh lại có một tòa tháp rất cao, gọi là Định Quán Tháp. Chúng sanh ở nơi này nếu muốn lên đến tầng cao nhất của tháp, hoặc từ đó xuống dưới, chỉ cần khởi niệm là lên xuống tự nhiên, chẳng cần thang máy như vẫn thấy ở thế gian này. Thân thể họ như đã nói đều trong suốt, không gì trở ngại, chẳng cứ lên xuống, ngay cả đi lại vượt qua vách tường vân vân, cũng cứ bước là qua, không hề vướng mắc. Thậm chí cả ngàn cả vạn người tụ vào một gian phòng cũng không hề đụng độ va chạm vướng chân nhau, bởi lẽ thân thể họ vốn không có máu xương vật chất,
mà là một thể thấu suốt vô ngại. Tịnh Quán Tháp vô cùng to lớn, ở trong ấy cái gì cũng có thể thấy được, có thể ảnh hiện ra cả những cảnh giới của mười phương thế giới, nó có như ngay tại chỗ ấy. Chẳng hạn muốn thấy trái đất của cõi Ta Bà này, đưa mắt dõi theo, chỉ thấy bằng một hạt cát. Nhìn mặt trời cũng vậy, chỉ thấy lớn hơn tí ít. Nhưng nếu muốn rõ tình cảm của một vùng nào đó, như châu Á chẳng hạn, thì cảnh ấy hiện lên, lớn lên. Và muốn thấy vạn lý trường thành của Trung Quốc, hay thậm chí muốn nhìn kỹ trong nhà nào ở đâu, sinh hoạt hiện giờ ra sao, đều hiện rõ vanh vách ra trước mắt. Hay nói cách khác, chỉ cần nghĩ tới đâu, trong Tịnh Quán Pháp sẽ hiện rõ ra nơi ấy. Việc ấy cứ như là đại thiên văn vũ trụ tinh vi nhất vậy. Vãng sanh đến, hạ phẩm trung sanh là những người ở Ta Bà hằng làm việc thiện, tích lũy phước đức, hoặc niệm Phật hồi hướng vãng sanh tịnh độ với sự gia hộ của Phật A Di Đà, liền được tới cảnh giới này. Vãng sanh đến hạ phẩm thượng sanh là những người Ta Bà tiến bộ hơn một bậc nữa, hằng gìn giữ ngũ giới, bát quan trai giới, tích cực hành thiện, bố thí tu trì tương đối nghiêm cấm, mới vãng sanh đến nơi này. Tham quan sơ qua những nơi này, Bồ Tát dẫn tôi lên cao hơn một tầng nữa, đến trung phẩm để viếng thăm. Viếng trung phẩm Liên Hoa, nơi phàm thánh đồng cư. Ra khỏi hoa sen hạ phẩm, tôi lại trì trú, thân như ngồi máy bay, lướt gió mà bay lên. Tôi đột nhiên cảm thấy thân mình hình như đang lần lần lớn lên, cao lên. Hoa sen ở trung phẩm quả là to lớn, một đóa sen lớn cỡ 800-900 dặm, bằng như một tỉnh bên Trung Quốc. Bán kính hoa sen có thể lớn bằng từ Tân Gia Ba đến nửa nước Thái Lan. Toàn hoa sen lớn như vậy, những người ngồi trên đó phải lớn tương đương, ta cũng phải biết cao tới bậc nào rồi. Chẳng cần phải nói, chư vị cũng biết phòng xá cung điện ở đây phải lớn cỡ nào để tương ứng với hàng vạn chúng sanh vào trong nghe giảng pháp. Bồ Tát Quan Âm nói ở trung phẩm, đa số là phàm thánh đồng cư, tứ chúng đều có. Tứ chúng là tăng ni, thiện nam tín nữ. Người vãng sanh đến đây hơn người đến hạ phẩm một bậc. Lúc sanh tiền đều có ý niệm ra khỏi tam giới, ở thế giới Ta Bà chịu khổ luyện, chịu khổ tu, ngoài việc tự tu còn tích cực trong công việc Phật sự, hoặc đóng góp xây dựng chùa tháp, hoặc in ấn kinh sách, hoặc trùng tuyên Phật Pháp, dùng phương tiện khác để khuyên người khác tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, giảng giải chỗ nghi ngờ khó hiểu trong kinh Phật để người tinh tấn tu hành, còn cố gắng bố thí, pháp thí, vô úy thí, nghiêm trì giới luật, biết phát lòng từ bi hỷ xả khi lâm chung nương Tây Phương Tam Thánh tiếp dẫn vãng sanh đến ao sen trung phẩm. Nhưng mà cách tu trì như trên vẫn có bậc sâu cạn, nên ở đây cũng chia ba bậc: thượng sanh, trung sanh, hạ sanh. Chuyện vừa dứt, chúng tôi đến trước một đại điện. Tôi đảnh lễ chư vị Bồ Tát nơi đây. Bồ Tát Quan Âm liền dẫn tôi tham quan. Ôi, ao sen trong trung phẩm mới đẹp làm sao so với hạ phẩm. Ao sen trung phẩm không biết vượt trội hơn mấy chục lần. Bốn bề đều được xây bằng bảy báo. Hoa sen trong ao phóng ra những tia sắc sáng lung linh, cùng nhau ánh lên màu sáng chói lọi, hấp dẫn vô cùng. Lạ hơn nữa là hoa ở đây rất nhiều tầng cánh sen. Bên trong mỗi tầng đều hiện đình đài lầu cát, bảo tháp, phóng mười mấy thứ ánh sắc, cảnh đẹp không sao tả xiết. Người ngồi trên tòa sen toàn thân hiện sắc óng ánh vàng hồng trong suốt, nó cũng phóng muôn đạo hào quang. Y phục đồng loạt như nhau, tuổi cỡ trên dưới 20, không thấy một đứa trẻ nào, một người già nào. Bất giác nhìn lại mình, ôi sao tôi cũng dáng dấp như vậy nữa. Chỉ Bồ Tát Quan Âm là giữ nguyên dáng Bồ Tát thôi. Tôi hỏi Bồ Tát, tại sao cái gì ở đây cũng phóng hào quang, sắc gì hào quang ấy mà thân con cũng phóng ra những đạo hào quang,
giống tất cả mọi người vậy? Ngài trả lời: ở đây tất cả mọi cái đều dưới sự tác động của Phật lực Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà phóng ra vô lượng quang minh phản chiếu đến đây, khiến tất cả đều phát quang chuyển biến. Trong thân ông cũng như vậy. Trong mỗi cảnh giới của ao sen, cảnh trang sức và dáng dấp đều giống nhau, trừ phi chính mình có thần lực, thần thông biến hóa ra các dạng khác, bằng không toàn thể đều thống nhất như nhau. Bồ Tát còn cho biết, tuy là trung phẩm nhưng ở đây cũng có những đóa sen, những lầu cát u trầm ảm đạm, không phát ra hào quang, nhưng đây không phải là cảnh thực của cực lạc, mà là cảnh giới vô thường, mộng ảo của vọng tưởng dĩ vãng ở từng chúng sanh. Bồ Tát chỉ cho xem cái tòa lầu cát ảm đạm gần đấy. Bốn phía của lầu là các vườn hoa rất rộng, trầm hoa đua nở đủ màu sắc, chim chóc trên cành nhảy nhót hót vang, cảnh trí như nhà trưởng giả hào phú. Gia đình này lớn bé già trẻ chừng 20 người. Tòa đại sảnh có trang thiết thờ Tam Bảo, cha mẹ, con cái, anh chị em thân quyến tụ lại niệm Phật tụng kinh, vô cùng thuần hành và tinh tấn. Lúc ấy Bồ Tát Quan Âm bảo tôi, các gia đình này hay bố thí làm lành, từ bi hỷ xả. Một số đã vãng sanh trung phẩm liên hoa, nhưng vẫn cứ vọng nhớ tình cảm xa xưa, thành vọng cảnh luôn như vậy. Bồ Tát còn nói, trong chính phẩm hoa sen, mỗi phẩm từ dưới lên trên tụ được rồi, sen được dời lên ao phẩm trên. Cũng giống như tham thiền vậy, bắt đầu từ sơ thiền, tu rồi lên nhị thiền, tu rồi lên tam thiền, rồi mới tới tứ thiền. Lý lẽ ấy là như vậy. Đột nhiên tiếng chuông reo vang, lầu cát này thoáng cái đã biến mất, tất cả trở lại. Thân thanh niên 20 tuổi, hiện sắc ống vàng hồng, trong suốt. Bề ngoài trang sức đều đồng loạt giống nhau, số người mỗi lúc một đông, không thể kể số, hình thành một hội trường to lớn. Bồ Tát Quan Âm nói, hôm nay ở đây do Bồ Tát Đại Thế Chí và Thường Tinh Tấn Bồ Tát giảng về Kinh Pháp Hoa, ông đi nghe chứ? Tôi trả lời, A Di Đà Phật, con rất thích kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thưa Bồ Tát. Nói rồi cùng Bồ Tát Quan Âm bước lên hội trường của đài giảng. Bốn bề đài giảng đều là hàng rào như rán, như hạt châu, phóng ra trăm ngàn tia sáng chiếu rọi lung linh. Hai bên có bảy hàng cây báo cao thấu mây xanh. Trên cây cũng có đình đài lầu cát, có động Bồ Tát tập trung trên ấy nghe kinh. Giảng đài xây bằng thất bảo lưu ly, cao không biết bao nhiêu trượng, vô cùng trang nghiêm. Bồ Tát Quan Âm dẫn tôi lên đài, tôi đảnh lễ hai vị Bồ Tát giảng sư. Hai vị chỉ tôi ngồi bên Đại Thế Chí Bồ Tát liên tục giảng. Lúc ấy không biết từ đâu khói hương xông lên, thơm ngát lan tỏa, đầu đầy du dương tiếng nhạc lưng trời. Vô số chim trời muôn màu muôn vẻ bay lượn, hót lên thánh hiệu niệm Phật. Tất cả lễ bái xong, Bồ Tát Đại Thế Chí đứng dậy tuyên bố nội dung buổi giảng. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh là căn nguyên của chư Phật. Thế giới hoa tạng là căn bản để thành Phật. Hãy muốn thành Phật đạo, cần phải tu kinh, học kinh điển này. Lần giảng trước, giảng tiết thứ nhất, thế nào là kinh Diệu Pháp Liên Hoa? Là vô lượng bảo. Hôm nay sẽ nói đến tiết thứ hai, về tác dụng của Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Đại khái nói khoảng một giờ đồng hồ, tôi nghe xong trong lòng có cái thắc mắc. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa ở thế gian lưu truyền về văn tự và câu kinh không đồng nhau. Tôi bèn hỏi Bồ Tát Quan Âm, Ngài cho biết kinh văn của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa ở thế gian tương đối cạn, dễ hiểu. Ở đây lời lẽ ảo bí hơn, diệu màu hơn. Tuy dù cạn hay ảo bí thì ý nghĩa chính cũng một thứ thôi. Có lẽ nó nói như thế này: người trời không hiểu cảnh giới Bồ Tát, La Hán không hiểu cảnh giới Bồ Tát, Bồ Tát không hiểu cảnh giới của Phật. Ông nghe Bồ Tát giảng kinh
chỉ phát ngôn bằng một tiếng nói, trăm ngàn tiếng nói của nhiều nước đều được chuyển đến tai người nghe bằng độc nhất âm điệu nước mình. Đó là ngôn ngữ Đà La Ni Tam Muội. Bồ Tát Thường Tinh Tấn giảng xong, đất trời hiện ra cảnh tượng không thể nói là một bức tranh thường, mà là một bức tranh vô cùng đẹp mắt, không thể nói hay nghĩ bàn được. Từ lưng trời rải xuống là những đóa hoa tươi thắm đủ màu sắc, có muôn đạo hào quang từ hoa chiếu tỏa ra, lung linh tuyệt vời. Trong đại giảng, tất cả thanh niên đồng thời đứng dậy, lấy vạt áo đựng đầy hoa. Lúc ấy nhạc trời đồng thời trỗi lên du dương dịu vời, không biết từ đâu vọng ra vô cùng hùng tráng. Đột nhiên cả ngàn cả vạn thanh niên áo đỏ ấy đồng loạt lai mình, biến thành thanh nữ mặc váy hồng đào, áo màu cốm, lưng đeo đài vàng ống, lần lượt vươn lên múa hát vui thật vui. Không bao lâu tất cả lại biến thành những đóa hoa sen, hiện ra từng sắc màu khác nhau, ánh sáng tỏa ra thật đẹp. Sen trắng ánh sáng trắng, sen vàng ánh sáng vàng, mỗi mỗi phát ra tia sáng của bản chất cánh sen. Không còn thấy một bóng nào người nào nữa. Thế rồi trên hoa sen lại hiện ra hình Bồ Tát ngồi ngay ngắn. Tiếp đến lại biến hóa hoa sen thành tháp vàng, tháp bạc, rồi muôn đạo hào quang. Cảnh sắc nơi đây biến hiện vô cùng tráng lệ hấp dẫn. Đang ngắm hình cách xuất trần, tự nhiên từ trên hư không cả ngàn cả vạn thanh nữ mặc áo màu cốm đi vào xuyên tường xuyên vách, tà áo lất phất bay, từ trên cao cùng nhau bước xuống. Tôi lấy làm lạ bèn hỏi Bồ Tát về việc đi xuyên qua vách hay vậy. Bồ Tát cho biết thế giới Cực Lạc do nguyện lực của Đức Phật A Di Đà mà hình thành, thánh chất ấy không phải vật chất, cho nên bất kỳ đình đài, lầu các, cung điện, bảo tháp, núi sông, hoa cỏ, cây cối đều trong suốt, trong vật chất, do đó không chướng ngại, có thể đi xuyên qua một cách tự nhiên. Ông không tin cứ thử một lần xem. Tôi y lời chạy qua vách đại điện đi thử, rồi cột lớn, lan can, vân vân, thử bước qua thì vào lọt tốt khi tiếp giáp. Vẫn biết là có vật đó, nhưng lọt vô tự nhiên, không vướng vách. Cũng như ở thế gian chúng ta biết khối nước do mặt thố hồ nước, nhưng đưa tay vào nước rất tự nhiên, không bị cản lại. Tiếp đó Bồ Tát Quan Âm dẫn tôi đến hai chỗ kỳ quan nữa là Bát Đại Cảnh Sơn và Hoa Tạng Thế Giới Triển Lãm Quán. Bát Đại Cảnh Sơn. Vãng sanh đến trung phẩm hạ sanh, một số đã rất ít vọng tưởng, vọng niệm, hoặc giả không còn vọng niệm. Dáng dấp bên ngoài của họ đều biến thành cỡ tuổi 16 đến 20. Y phục như nhau, không phân biệt nam nữ. Hành động của họ cũng là tập thể, mỗi ngày cúng dường thập phương chư Phật. Hoa sen chỗ ấy rất nhiều tầng, nhiều cánh. Các thứ ánh sắc đều tuôn hào quang, so với hạ phẩm ở đây nhiều lắm. Bát Đại Cảnh Sơn là tám núi cảnh lớn. Tám núi này biểu trưng cho tám thức con người: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức, a lại đa thức, hợp xướng, bát thức, tâm điền. Phật A Di Đà thiết lập cảnh này là mong những người trước khi bước vào đất tịnh độ này cần khiến cho tám thức của chính mình tu thành chữ không mới dứt. Núi thứ nhất là Quang Minh Cảnh Sơn, biểu trưng cho nhãn thức. Trong núi ấy tất cả hình ảnh của thế giới mười phương đều có thể nhìn tận tường được. Thí dụ như cần xem một chúng sanh nào ở thế gian ta bà đây đang sống thế nào, đời quá khứ thế nào, kiếp tới nữa thế nào. Chẳng hạn như kiếp trước là heo, là nô tỳ, kiếp trước nữa là gia đình trưởng giả, đế vương, tướng quốc, vân vân. Thậm chí tình hình đất Phật khác đều có thể thấy rõ mồn một. Núi thứ hai gọi là Thanh Vân Cảnh Sơn, biểu trưng cho nhĩ thức. Vừa đến núi này là lỗ tai có thể nghe được tất cả âm thanh của mười phương thế giới. Không phải nghe dồn một lúc đâu, ta nghĩ tới đâu
muốn nghe tiếng nào ở đây thì nghe âm thanh vang vọng, nhận rõ biết ra, còn biết Đức Phật nào đang giảng kinh điển nào. Núi thứ ba gọi là Tỷ Phương Cảnh Sơn, biểu trưng cho tỷ thức. Trên núi này có thể ngửi được tất cả mùi vị của bất kỳ địa phương nào, còn biết cả nội dung của mùi ấy nữa. Chẳng hạn như mùi hóa chất gồm những hợp chất hay đơn chất gì hợp lại như vàng, đồng, bạc, thau, sắt. Núi thứ tư gọi là Âm Thanh Cảnh Sơn, biểu trưng cho thiệt thức, nhận biết tiếng từ miệng lưỡi nào nói ra và ý nghĩa tiếng ấy ra sao. Từ trên cảnh giới Phật, Bồ Tát Thinh Văn Duyên Giác, trời, Atula, người, thậm chí cả tiếng ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục đều nghe hiểu. Núi thứ năm gọi là Kim Thân Cảnh Sơn, biểu trưng cho thân thức. Ở trong núi này có thể bằng xúc giác nhận được ra tất cả sự vật, có thể thấy cả rất nhiều kim thân của thế giới Ta Bà, 32 tướng, vân vân, đều rõ. Núi thứ sáu gọi là Ý Thức Cảnh Sơn, biểu trưng cho ý thức. Ở núi này có thể nhận biết vô số chư Phật đã từng kiếp đã tu hành như thế nào, và chính mình cả trăm kiếp, ngàn kiếp trước là gì, thân thể ra sao, tu hành ra sao, mỗi mỗi đều hiện ra. Núi thứ bảy gọi là Tế Minh Cảnh Sơn, biểu trưng cho Mạt Na Thức. Đây là một cảnh giới vô cùng đặc biệt, gồm cả sáu khả năng ở sáu núi đồng loạt thể hiện. Có thể nói ở núi này ta muốn thấy hay biết bất kỳ cái gì cũng hiện ra rõ rệt. Núi thứ tám gọi là Vô Biên Cảnh, biểu trưng cho thức thứ tám, A Lại Đa Thức. Ở cảnh giới này ta có thể ý niệm và thấy nghe được đầy ắp cả hư không giới, tất cả mọi sự việc quá khứ xa gần hiện tại, mà cả vị lai xa gần, khởi niệm muốn biết là cho biết ngay, không khó khăn tí nào. Hoa Tạng Thế Giới Triển Lãm Quán. Người được vãng sanh đến trung phẩm trung sanh là do trước đây ở thế giới Ta Bà, đối với các việc nhận thức về Phật Pháp và cách tu trì tương đối sâu hơn, đồng thời về mặt hành thiện và bố thí có thể nói không chê được, có thành quả khá lớn, do đó thành tựu được căn lành lớn. Ở trung phẩm trung sanh có rất nhiều phòng ốc và tháp lớn, khung trời nơi đây mỗi ngày đều mưa hoa, chúng sanh nơi đây thường cứ trời hừng sáng đều ra hứng đầy hoa tươi đẹp và thơm ngát bằng vạt áo mình để cúng dường chư Phật mười phương. Đồng thời từ lưng trời vang vọng về nhạc du dương trầm hùng câu thánh hiệu Phật A Di Đà, khó mà diễn tả hết cái tuyệt vời của cảnh này vậy. Đúng là như kinh điển nói, muôn ngàn âm nhạc của vua chúa thế gian không bằng phần trăm ngàn âm nhạc của chuyển luân thánh vương, muôn ngàn âm nhạc của cõi chuyển luân thánh vương không bằng âm nhạc của trời Đao Lợi, muôn ngàn âm nhạc của trời Đao Lợi không bằng một âm nhạc của hàng cây báo trên A Di Đà Phật Cực Lạc Quốc Độ. Chúng sanh ở trung phẩm trung sanh toàn thân phóng ra muôn đạo hào quang, sắc ống vàng hồng, hiện thân trong suốt không bị chướng ngại, do đó có thể trong phút chốc đi đến nước chư Phật khác cúng dường mười phương Phật, chốc lát lại sạc về chỗ cũ. Khi sanh tiền chẳng tạo bao nhiêu công đức, khó mà được vãng sanh vào phẩm này. Chúng sanh đến được quả vị trung phẩm trung sanh, họ đã rất ít vọng tưởng, thậm chí rất đông đã dứt tuyệt vọng tưởng. Số thức ăn mà họ ước mơ hầu như ít thấy lắm, không giống như ở trung phẩm hạ sanh, họ còn thèm các loại bánh và mật hoa. Khi tu đến trình độ càng cao, cái thèm khát bớt đi rất nhiều. Ở trong trung phẩm trung sanh có một nơi gọi là cái quán triển lãm hay phòng triển lãm về thế giới Hoa Tạng. Trong phòng triển lãm này có thể thấy các dạng, các cách tu luyện của chư Phật và Bồ Tát của nhiều đời nhiều kiếp. Trong phòng triển lãm ấy có rất nhiều tầng, mỗi tầng triển lãm bày ra quá trình tu trì của một vị Phật hoặc Bồ Tát.
Thí dụ muốn xem Phật A Di Đà trước đây là ai, Pháp Tạng Tỳ Kheo cha là vị Phật nào, Thế Tự Tại Vương Như Lai ngày tu pháp nào, phát nguyện gì, kiếp trước nữa là ai, 100 kiếp trước ra sao, vân vân, đều thấy rõ. Rồi đến tầng khác, chẳng hạn có thể thấy Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Dược Sư, Bồ Tát, Quan Âm, vân vân. Từng đời, từng kiếp sống ra sao, ở những đâu, nói câu gì, gặp những ai, quá trình tu hành và sống trong từng đời, lần lượt cho thấy không sót phần nào. Có thể tìm thấy ở đây lịch sử chi tiết của từng vị Phật và Bồ Tát, của cả thế giới Hoa Tạng. Viếng Thượng Phẩm Liên Hoa. Rời khỏi trung phẩm trung sanh, trung phẩm thượng sanh, tôi được tiếp dẫn đến ao sen. Thượng phẩm khi chị chú lướt đi, tôi lần lần cao lên, lớn lên, như dáng dấp lúc đảnh lễ Đức Phật A Di Đà. Bồ Tát Quan Âm bảo tôi, chúng sanh vãng sanh đến thượng phẩm là khi ở Ta Bà tinh tấn tu hành, giữ giới thanh tịnh, siêng năng nghiên cứu điển tích chư Phật, dũng mãnh đoạn trừ 10 nghiệp ác, hành 10 việc lành, nương theo pháp môn mình tu, mỗi mỗi đều thực hành thấu đáo, cực lực dấn thân, 10 năm như buổi đầu không hề lui bước. Đến lúc thịt rã xương tan, bỏ thân này mới thôi, còn tạo những công đức lớn bên ngoài nữa, như hành bố thí lớn, trong phút chốc cũng liền được đón về thượng phẩm. Những chúng sanh này cơ hồ không còn vọng tưởng nữa, sáu căn đều thanh tịnh, cũng có thể nói đều đạt cảnh giới Bồ Tát, có thể tự tại biến hóa, du hí thần thông. Thí dụ như một nhóm chúng sanh thượng phẩm tu một chỗ, muốn biến thành những đóa hoa, liền thành đóa hoa, muốn thành tảng đá, liền thành tảng đá, muốn thành bảo tháp, liền thành bảo tháp, muốn thành cây cổ thụ, liền thành cổ thụ. Hoa sen trên thượng phẩm này nhỏ nhất cũng cỡ 3 tỉnh, nói cách khác lớn bằng 3 lần Malaysia. Tôi được dẫn đến ao sen thượng phẩm. Ao ở đây đích thực trội hơn nhiều, bốn chung quanh ao tráng lệ, hùng vĩ hơn nhiều, từng tầng lan can vây lại, phát ra muôn đạo hào quang, còn có muôn thứ hương thơm từ hoa sen hắt ra. Trong ao có nhiều tháp lớn, hình dáng như núi cao, tháp có nhiều góc cạnh, phóng muôn ánh sáng, muôn màu sắc uyển chuyển tuôn ra. Trong ao có nhiều cầu sắc màu đen vô cùng, ao lớn chưa từng thấy, tầm nhìn không tới bờ bên kia. Trong ao rất nhiều sen, không sen nào úa héo, tỏa ngát lừng hương thơm và ánh sáng lung linh rực rỡ. Ở đây còn có những bảo cái bằng cả ngàn cả vạn hạt châu lấp lánh đủ kiểu, hoa thì đếm không hết số từng cánh hoa sen. Mỗi tầng tại đây những bảo tháp đình đài lầu cát hấp dẫn vô cùng. Người ở trên hoa sen ấy toàn thân phóng ánh hào quang vàng ống, y phục rất hoa lệ và phát ra tia sáng màu rất đẹp. Chợt Bồ Tát Quan Âm hỏi tôi, ở đây có một vị tên là Ấn Quang Pháp Sư, là một trong 3 vị cao tăng Trung Quốc cận đại, ông có quen không? Tôi vội vã trả lời, A Di Đà Phật, thưa Bồ Tát, ông ta ở đâu? Tôi đã nghe danh, rất quý trọng ngài, nhưng chưa được dịp gặp. Tôi đang nói chuyện thì một thanh niên chừng ngoài 30 tuổi bước ra khỏi hoa sen, hiện nguyên hình tướng Ấn Quang Đại Sư. Chúng tôi gặp nhau mừng lắm, cùng đảnh lễ. Rồi Ấn Quang Đại Sư nói thao thao bất tuyệt, nói nhiều lắm, tôi quên mất một số. Chỉ nhớ ông ta nhắn đi nhắn lại là tôi truyền đạt tới đồng đạo ở Ta Bà mình, cần phải lấy giới làm chủng, tinh trì giới luật, nhất tâm niệm Phật, tính hạnh nguyện, tất vãng sanh không sai. Còn nhắc nhở những người tu hành, đừng cho mình là thông minh sửa đổi luật Phật, quy chế chư tổ, nhất là chớ theo hô hào cải cách duy tân. Chúng tôi cùng bước xuống đài sen đưa đến lầu cát lớn. Trên đường đi có chim chóc đậu trên cành vàng lá ngọc líu lo ca hát, hòa với âm nhạc trời du dương, thêm vào các âm thanh lãnh lót của tiếng niệm Phật khắp nơi, nở rộ những hoa muôn màu muôn vẻ, hương thơm sông ngát, cánh hoa từng đóa chiếu ánh sáng lung linh. Lại còn rất nhiều loại đèn châu báu, đèn mã não, đèn lưu ly,
từng hàng ngay ngắn, lấp lánh ánh sáng, màu đẹp thôi nói không hết ý. Vào trong lầu cát, cái gì cũng lấp lánh ánh sắc, lung linh dịu màu, cái gì cũng khiến tôi ngây người ra ngắm nghía. Ấn Quang đại sư đi với chúng tôi lên lầu. Trên lầu có các loại kính bằng thủy tinh, ở giữa có một cái kính lớn nhất gọi là chiếu thân kính. Bồ Tát Quan Âm giới thiệu kính này có thể soi thấy nguyên hình của từng người, xem bản tánh đã thanh tịnh hay chưa, còn có vọng tưởng vọng niệm nữa không, soi một cái là thấy ngay. Trên lầu bày ra ngăn thành hàng lối, các ghế ngồi đều bằng bảy báo, sáng lấp lánh. Trên bàn vật gì đó lạ lắm, tôi không nhìn ra là gì. Bồ Tát Quan Âm hỏi tôi: ông thấy đói rồi hả? Tôi thấy đúng là có cồn cào đói. Tôi nói: A Di Đà Phật, thưa Bồ Tát, ở đây có gì ăn không ạ? Ngài bảo về thức ăn thì cũng giống như hạ phẩm vậy, ở đây ông muốn ăn gì sẽ có dọn ra. Tôi bảo: vậy thì hay quá, tôi chỉ ước được ăn cơm trắng với canh rau cải trắng thế thôi. Nói vừa dứt, cơm trắng và tô canh còn nóng hổi được bày ra ở bàn, đũa muỗng đầy đủ. Tôi hỏi: A Di Đà Phật, thưa chư vị không ăn ngay sao? Bồ Tát trả lời thay: ở đây không ai ăn đâu, ông tự nhiên ăn đi. Tôi nghĩ mắc cỡ quá, ngồi vào ăn, ăn no rồi dọn bát đĩa, tự nhiên bát đĩa đều biến đâu mất. Tôi thắc mắc hỏi Bồ Tát, ngài bảo đó là tại ông vọng tưởng bụng đói, khao khát muốn ăn, cũng giống thế gian chiêm bao vậy. Trong chiêm bao cái gì cũng có, thức tỉnh ra rồi chẳng món nào còn. Ông vọng tưởng ăn, thức ăn đến, ăn no rồi vọng tưởng về, ăn không còn, các món thuộc về vọng tưởng ấy cũng theo đó mà mất hút. Tôi gật đầu hiểu ra. Ngài nói thêm, tự tánh thanh tịnh thì không thèm ăn, khát uống, không thèm muốn cái gì. Ở trong hư không vốn không có gì, vọng tưởng dấy lên cũng giống như sương mờ được ung lên. Cái ý ấy ông từ từ nghiệm ra, lãnh hội được thì sẽ hiểu ra tam muội của việc ấy. Người vãng sanh về sen thượng phẩm, vọng niệm ít nhất, hầu hết đều là thật tánh chân như, đều chứng quả vị bất thối chuyển Bồ Tát. Trong chốt có thể nương nguyện lực Phật A Di Đà biến hiện ra vô số hoa tươi, trái cây, phẩm vật cúng dường vân vân, để cúng dường chư Phật mười phương. Nếu đến giờ thuyết pháp nghe kinh thì cả ngàn vạn ức Bồ Tát đều ngồi ngay ngắn trên hoa sen, hoặc trên lầu, trên bảo tháp, trên bảy hàng cây báo, trực tiếp nghe lời giảng của Đức Phật A Di Đà. Tôi hỏi Bồ Tát Quan Âm, người ở trái đất vãng sanh về thế giới cực lạc này nhất định rất đông, tại sao thân quyến họ đều không nhìn thấy vậy? Ngài bảo, người địa cầu phần nhiều vọng nghiệp che lấp rất nhiều, cái gần còn chưa nhìn thấy. Nếu họ nhất tâm niệm Phật, không dấy lên vọng tưởng, tâm như hư không, thì người địa cầu cũng có thể nhìn thấy thế giới Tây Phương cực lạc được. Tôi thừa cơ hội hỏi Bồ Tát để cầu người chỉ dạy. Thưa Bồ Tát, cần phải niệm Phật ra sao mới là tốt nhất, mới có thể tu nhanh nhất? Ngài bảo, cần thiền tịnh song tu, nhất tâm niệm Phật, niệm Phật tham thiền, gọi là tịnh độ thiền. Tôi hỏi, thưa Bồ Tát, xin Bồ Tát chỉ cho biết tu tịnh độ thiền bằng cách nào? Ngài gật đầu dạy như sau. Số người có thể chia thành hai nhóm, như cách tu của chúng sanh thượng phẩm ở Tây Phương cực lạc đây. Nhóm trước niệm hai câu A Di Đà Phật, nhóm sau mặc niệm lắng nghe, sau đó nhóm sau niệm hai câu, nhóm trước lắng nghe. Tu trì như vậy đã không mệt nhọc, lại không ngừng niệm, tâm và khẩu như nhau, Phật tánh tự nhiên lộ, tịnh tất sanh định, định tất sanh huệ. Viếng tháp Liên Hoa. Bồ Tát Quan Âm hối: thôi lẹ đi, thì giờ eo hẹp lắm, tôi dẫn ông đi thăm viếng tháp Liên Hoa.
là tháp lớn của Phật A Di Đà. Lại lướt qua thêm mấy tòa lầu cát đến vạn tầng, tháp này có bao nhiêu góc cạnh cũng đếm không hết được. Toàn thể tháp phóng ra muôn đạo hào quang, sắc màu uyển chuyển, ánh lung linh đẹp vô ngần. Trong tháp vang vọng ra tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật liên tục. Hai câu nghe rất trong vút, câu đầu nghe rất tha thiết cảm động, như con réo mẹ cứu giúp. Câu sau nghe trầm hùng, rất quyết tâm và thân thiết. Tòa tháp này dành riêng cho chúng sanh thượng phẩm trung sanh đến dạo chơi. Tháp lớn lắm, khó mà hình dung ra được. Có thể lớn cỡ mấy ngàn vạn độ lớn của trái đất ta ở. Còn độ thì cũng không tính kể cho được. Trong tháp có rất nhiều cung điện, các loại màu sắc đều phát ra hào quang trong suốt. Các chúng sanh thượng phẩm trung sanh đến đây đều có thể xuyên qua tường tự do ra vào, không ngăn trở, muốn lên muốn xuống tùy theo tâm tưởng, sẽ đến ngay vị trí trong tháp có thể nói muốn gì được đấy. Trong ấy có thể thấy tất cả cảnh tượng của một chúng sanh hoa tạng thế giới, có thể thấy được đất tịnh độ của hàng trăm hàng vạn đức Phật các nơi. Cảnh vật tuyệt vời ở trong ấy khó mà dùng bút mực tả cho hết được. Chúng sanh thượng phẩm trung sanh nếu muốn đến những tịnh độ của vị Phật nào cũng đến trong nháy mắt dễ dàng. Chúng tôi vào trong tháp Liên Hoa, thân như ngồi thang máy xuyên thấu từng tầng không vướng chi cả, toàn là trong suốt hết. Có thể thấy được trong các tầng ấy rất nhiều người đang niệm Phật, toàn những thanh niên khoảng 30 tuổi. Mỗi một tầng khách ăn mặc một khác, đại khái chừng 20 loại màu sắc, nhưng không gặp một người con gái nào. Tất cả thanh niên ấy ngồi ngay ngắn nơi đài sen của mình niệm Phật. Bồ Tát Quan Âm nói: ở đây tu hành tinh tấn lắm, trong ngày 6 thời, 2 thời dành niệm Phật, 2 thời chỉ tịnh, 2 thời nghỉ ngơi. Bây giờ đang niệm Phật. Chúng tôi tiến vào tầng giữa, chỉ thấy từng hàng người ngồi, ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn của mình tham thiền niệm Phật, rất đẹp mắt. Vị ngồi ngay giữa phòng là vị Đại Bồ Tát đang ở đây dẫn chúng niệm Phật. Người nào niệm khéo, niệm giỏi, trên đầu phát ra những tia sáng. Trong tia sáng có vô số những vị hóa Phật, như Đức Phật A Di Đà trong tia sáng, vô số hóa Phật, vô số ức vị. Vị Đại Bồ Tát ngồi giữa dân chúng cũng có rất nhiều hóa Phật nương tia sáng hiện ra. Các loại chim bay đi bay lại ở trên chóp tháp hoặc ở đại sảnh, bay đến cũng cùng nhau niệm Phật, bay vậy mà không mãi mai hỗn loạn. Trong tháp có rất nhiều đèn chân châu, đèn lưu ly đều phát ra sức sáng tối đa. Có loại đèn tròn to tự động chuyển biến các dạng màu sắc. Tóm lại cảnh trí ở đây nói không hết cái đẹp, lung linh uyển chuyển. Đi cúng dường 10 phương chư Phật cũng tập trung ở đây đi. Ở đây có thể thấy được bất cứ thế giới nào, mà toàn thế giới hoa tạng cũng hiện ở đây. Tất cả chúng sanh, tất cả Phật Thánh đều hiện rõ ở đây cả. Phật A-di-đà chỉ dạy. Thăm xong chính phẩm hoa sen rồi, tôi lại được đưa trở về trước Đức Phật A-di-đà. Tôi quỳ trước Ngài, chí thành đảnh lễ ba lại, cầu Phật gia bị và chỉ dạy. Từ chính kim khẩu Đức Phật A Di Đà đã vô cùng thận trọng từng câu từng chữ một mà nhắc nhở tôi. Phật tánh của chúng sanh vốn là bình đẳng, tùy biệt nghiệp mình làm đảo điên ý thức, lấy giả làm thực, tạo nhân chịu báo, trôi lặn trong 6 nẻo luân hồi không dứt, chịu khổ đau vô vàn. 48 nguyện ta thệ hằng độ chúng sanh, trai gái già trẻ, lấy tín nguyện hạnh nhất tâm bất loạn là tịnh độ thiền, chỉ cần 10 niệm quyết được vãng sanh. Tôi quỳ nữa, lễ bái nữa, Ngài dạy tiếp. Con có nhân duyên với thế giới Ta Bà, con muốn độ cha mẹ nhiều đời, anh em, chị em, thân bằng quyến thuộc. Con cần dặn dò họ giữ giới làm lành, lấy giới làm thầy,
dạy họ tịnh độ thiền, thiền định song tu, con cần dặn kỹ. Các loại đạo giáo, Thích, đạo Nho, cả các tâm phái của đạo Gia Tô, Hồi giáo, các đạo giáo cần cùng nhau giúp đỡ, cùng nhau khuyến khích. Đừng nói dèm nhau, đừng phỉ báng nhau, đừng nói những lời người tà ta chánh, người tà ta đạo, người ma ta cao, người thấp ta quý, người hèn ta sang. Đừng soi tìm cái dấu vết sai sót nhỏ của nhau mà phỉ báng không ngừng. Đây chỉ là hành vi diệt căn lành, bào mòn thì giờ quý báu vào chuyện không đâu, thực chẳng đáng vậy. Cửa Phật quảng đại 84,000 pháp môn, đạo nào cũng được, có thể tu trì. Ta biến được ra chánh, ma biến được ra đạo, nhỏ có thể đi về lớn, cùng nhau đùm bọc, nương nhau tinh tấn tu hành pháp môn của mình, sửa sai của mình, hành cái lành của mình, mới đúng là chánh tông huệ mạng của chư Phật. Ngừng một lúc, ngài bảo: thôi con về là vừa rồi. Tôi bái lễ tạ, lễ 3 lần và đuôi gót. Trên đường về tôi vẫn cứ bay bay không thấy Nam Thiên Môn. Đi bằng trì chú và nương hoa sen nên đi nhanh thật. Đến ngài Trung Thiên La Hán, tôi ngừng niệm chú, hoa sen biến mất, lại bị đồng tử hôm trước tiếng nước trong cho uống. Thầy chi khách bảo tôi vào phòng nghỉ tí đã. Tôi vào phòng nghỉ, thoáng cái đã say trong giấc ngon lành. Về tới thế gian, lúc tôi tỉnh lại, loay hoay không biết mình đang ở đâu. Không thấy người, trời, không thấy Bồ Tát, không thấy tòa đại điện, cũng không thấy nơi nào phát ra hào quang nữa. Tôi nhớ lại, mới 3 giờ khuya hôm qua, tôi đi dạo cả ngày, và giờ lại tối khuya rồi. Chắc chừng 20 tiếng đồng hồ đi tham quan, thích thú quá. Ở đây sao tối đen như mực, đưa tay không thấy ngón. Tôi cảm thấy tôi đang ở trên tảng đá lớn của động núi cõi nào. Lần mò hồi lâu mới có tia sáng hừng đông, tinh thần phục hồi ngay như thường. Tôi thấy ra, ồ, là đã thế giới ta bà. Ở trong động không thấy lối ra, tôi gọi, tôi nhảy, tôi vẫy, không ai trả lời. Cuối cùng tôi tìm được lối ra, ven theo đường núi xuống dưới, đi bộ 20 cây số, đến đường Xích Thủy. Gặp người đi đường, tôi bèn hỏi thăm, hú vía kinh hồn. Thì ra bây giờ là ngày 8 tháng 4 âm lịch năm 1973 rồi. Tôi bấm đốt ngón tay đếm, té ra tôi rời nhân thế hơn 6 năm 5 tháng rồi. Tôi lầm thầm niệm trong lòng: Nam Mô A Di Đà Phật. Kẻ giác thành Bồ Tát, người mê ấy chúng sanh, Phật pháp có túc duyên, lúc gặp duyên thì độ. Tôi phải thừa kế ý chí của ân sư Hư Vân Lão Hòa Thượng, thực hành chỉ thị của Đức Phật A Di Đà và Bồ Tát Quan Thế Âm, hoằng pháp độ chúng sanh, hữu thiện duyên. Nguyện đem công đức này hồi hướng khắp tất cả chúng sanh, đồng trọn thành Phật đạo. Nguyện đem công đức ấn tống Tây Phương Cực Lạc Du Ký này để hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh được vãng sanh thế giới Cực Lạc, diện kiến Đức Phật A Di Đà. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà.